khai thác tối đa tiềm năng, tận dụng thời cơ trong xây dựng và phát triển Bến Tre. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, năng động, đổi mới sáng tạo hơn nữa để tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến về phía trước và nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre. Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, ngày 31/3, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nêu rõ công việc đặt ra trong thời gian tới rất lớn, đòi hỏi các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành, theo chức trách, nhiệm vụ của mình tập trung cao độ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện bằng được các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Đồng thời tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, năng động, đổi mới sáng tạo hơn nữa để tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến về phía trước và nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý 1 trên 2023, với chủ đề dân chủ kỷ cương đồng thuận sáng tạo phát triển được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm. Việc truyền thông điệp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần tạo nên sự quyết tâm, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và tập trung thực hiện. Lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2023-2028 đạt yêu cầu, đúng kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chưa đạt phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng khá. Huy động vốn đầu tư vào xã hội, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung ngay từ đầu năm, hoạt động du lịch phục hồi, lượng khách và doanh thu tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Xâm nhập mặn được kiểm soát với nhiều giải pháp hiệu quả, năng lực và khả năng ứng phó dịch bệnh được nâng lên. Cùng với đó, công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung, nhất là chăm lo nhân dân trong Tết Nguyên đán 2023. Tổ chức thành công các hoạt động lễ kỷ niệm cấp quốc gia 115 ngày thành lập chính quyền Tiền Pháp, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tuyển quân đạt chỉ tiêu, tai nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm, trong đó tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm trên cả ba tiêu chí. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy 1/2023 và phương hướng nhiệm vụ quý 2/2023, báo cáo sơ kết một năm thực hiện kế hoạch số 129 vào trên đưa ngày 4/2022 của tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận số 21KLTVK của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và kế hoạch sống chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chương trình thực hiện nghị quyết số 27NQ/TVK ngày 9/11/2022 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội nghị thống nhất đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý 2/2023. Trong đó, tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2023 dân chủ kỷ cương đồng thuận sáng tạo phát triển, thông điệp đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Các đại biểu cũng thống nhất trong thời gian tới tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp hiệu quả để xúc tiến kêu gọi đầu tư, đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách theo hướng tăng khả năng thu hút đầu tư, tập trung vận động hỗ trợ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nhanh diện tích nuôi tôm công nghệ cao, thực hiện phòng chống đuối nước, hạn hán, xâm nhập mặn, các biện pháp phòng dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tập trung bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tập trung kiểm tra giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn tất thủ tục trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa xã hội, công tác an sinh, đền ơn đáp nghĩa,